Rồi quý vị ơi, combo 518 quý vị ơi. Ủa 519 cái gì đó. 519. 10 cây mai chiếu thủy. 5 10 cây này là 400k bao phí ship nha quý vị. Trong này nó là đại số là kim giòn nhiều nha. 6 7 cây kim giòn còn lại là trung nu nha quý vị. Rồi đây cây số 1 nè. Cây này trung nu nha. Đó. Cái này là dâm cành không nha quý vị. Số 2 là kim giòn nè. 10 cây là 400 bao phí ship nha quý vị. Số 3 cũng kim giòn luôn nè. Số 4 cũng kim giòn luôn nha. Số 5 cũng kim giòn. Số 6 là trung nu. Cây số 7 cũng trung nu luôn. Số 8 cũng trung nu nè. Số 9 là kim giòn. Số 10 cũng cây kim giòn luôn. Rồi tổng cộng 10 cây 500 bao phí ship nha quý vị. Rồi xuống luôn quý vị ơi. Ủa 400 chứ. Lộn hoài cái bán combo 500 quen rồi. Lâu lâu có con combo 400 vô. Lộn hoài. Rồi 10 cây 400 bao phí ship. Anh chị em nào mua thì vui lòng chuyển khoản trước nha quý vị. Rồi xuống luôn quý vị ơi.